Tưởng đối với sắc thọ hành thức vô sở hữu bất khả đắc, sắc thọ hành thức trong tưởng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Hành tánh của hành là không, hành đối với hành vô sở hữu bất khả đắc, hành đối với sắc thọ tưởng thức vô sở hữu bất khả đắc, sắc thọ tưởng thức trong hành cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thức tánh của thức là không, thức đối với thức vô sở hữu bất khả đắc, thức đối với sắc thọ tưởng hành là vô sở hữu bất khả đắc, sắc thọ tưởng hành trong thức cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, nhãn xứ tánh của nhãn xứ là không, nhãn xứ đối với nhãn xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xứ đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ trong nhãn xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ xứ tánh của nhĩ xứ là không, nhĩ xứ đối với nhĩ xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ xứ đối với nhãn tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn tỷ thiệt thân ý xứ trong nhĩ xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, tỷ xứ tánh của tỷ xứ là không, tỷ xứ đối với tỷ xứ vô sở hữu bất khả đắc, tỷ xứ đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ trong tỷ xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, thiệt xứ tánh của thiệt xứ là không, thiệt xứ đối với thiệt xứ vô sở hữu bất khả đắc, thiệt xứ đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thân ý xứ trong thiệt xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thân xứ tánh của thân xứ là không, thân xứ đối với thân xứ vô sở hữu bất khả đắc, thân xứ đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xứ trong thân xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Ý xứ tánh của ý xứ là không, ý xứ đối với ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, ý xứ đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ trong ý xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, sắc xứ tánh của sắc xứ là không, sắc xứ đối với sắc xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc xứ đối với thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ trong sắc xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thanh xứ tánh của thanh xứ là không, thanh xứ đối với thanh xứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh xứ đối với sắc hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc hương vị xúc pháp xứ trong thanh xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Hương xứ tánh của hương xứ là không, hương xứ đối với hương xứ vô sở hữu bất khả đắc, hương xứ đối với sắc thanh vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc thanh vị xúc pháp xứ trong hương xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Vị xứ tánh của vị xứ là không, vị xứ đối với vị xứ vô sở hữu bất khả đắc, vị xứ đối với sắc thanh hương xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc thanh hương xúc pháp xứ trong vị xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Xúc xứ tánh của xúc xứ là không, xúc xứ đối với xúc xứ vô sở hữu bất khả đắc, xúc xứ đối với sắc thanh hương vị pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc thanh hương vị pháp xứ trong xúc xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Pháp xứ tánh của pháp xứ là không, pháp xứ đối với pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, pháp xứ đối với sắc thanh hương vị xúc xứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc thanh hương vị xúc xứ trong pháp xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, nhãn giới tánh của nhãn giới là không, nhãn giới đối với nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc, nhãn giới đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới trong nhãn giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ giới tánh của nhĩ giới là không, nhĩ giới đối với nhĩ giới vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ giới đối với nhãn tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc, nhãn tỷ thiệt thân ý giới trong nhĩ giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, tỷ giới tánh của tỷ giới là không, tỷ giới đối với tỷ giới vô sở hữu bất khả đắc, tỷ giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ thiệt thân ý giới trong tỷ giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, thiệt giới tánh của thiệt giới là không, thiệt giới đối với thiệt giới vô sở hữu bất khả đắc,
thiệt giới đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý giới trong thiệt giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thân giới tánh của thân giới là không, thân giới đối với thân giới vô sở hữu bất khả đắc. Thân giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý giới trong thân giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Ý giới tánh của ý giới là không, ý giới đối với ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Ý giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới trong ý giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, sắc giới tánh của sắc giới là không, sắc giới đối với sắc giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc giới đối với thanh hương vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Thanh hương vị xúc pháp giới trong sắc giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thanh giới tánh của thanh giới là không, thanh giới đối với thanh giới vô sở hữu bất khả đắc. Thanh giới đối với sắc hương vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc hương vị xúc pháp giới trong thanh giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Hương giới tánh của hương giới là không, hương giới đối với hương giới vô sở hữu bất khả đắc. Hương giới đối với sắc thanh vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh vị xúc pháp giới trong hương giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Vị giới tánh của vị giới là không, vị giới đối với vị giới vô sở hữu bất khả đắc. Vị giới đối với sắc thanh hương xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương xúc pháp giới trong vị giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Xúc giới tánh của xúc giới là không, xúc giới đối với xúc giới vô sở hữu bất khả đắc. Xúc giới đối với sắc thanh hương vị pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị pháp giới trong xúc giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới tánh của pháp giới là không, pháp giới đối với pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới đối với sắc thanh hương vị xúc giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị xúc giới trong pháp giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, nhãn thức giới tánh của nhãn thức giới là không, nhãn thức giới đối với nhãn thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn thức giới đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới trong nhãn thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ thức giới tánh của nhĩ thức giới là không, nhĩ thức giới đối với nhĩ thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ thức giới đối với nhãn tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý thức giới trong nhĩ thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ thức giới tánh của tỷ thức giới là không, tỷ thức giới đối với tỷ thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ thức giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới trong tỷ thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt thức giới tánh của thiệt thức giới là không, thiệt thức giới đối với thiệt thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý thức giới trong thiệt thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thân thức giới tánh của thân thức giới là không, thân thức giới đối với thân thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Thân thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thức giới trong thân thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Ý thức giới tánh của ý thức giới là không, ý thức giới đối với ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Ý thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới trong ý thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, nhãn xúc tánh của nhãn xúc là không, nhãn xúc đối với nhãn xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc trong nhãn xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ xúc tánh của nhĩ xúc là không, nhĩ xúc đối với nhĩ xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ xúc đối với nhãn tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý xúc trong nhĩ xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.
Tỷ xúc tánh của tỷ xúc là không. Tỷ xúc đối với tỷ xúc vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ xúc đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc trong tỷ xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt xúc tánh của thiệt xúc là không. Thiệt xúc đối với thiệt xúc vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc trong thiệt xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thân xúc tánh của thân xúc là không. Thân xúc đối với thân xúc vô sở hữu bất khả đắc. Thân xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc trong thân xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Ý xúc tánh của ý xúc là không. Ý xúc đối với ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Ý xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc trong ý xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra trong các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc. Hết quyển thứ 421.